Hello, Hồng Rắn chào anh em nhé. Để anh em làm viên gam B kiên trì uống nhà cho mình khoảng tầm 4 tháng là về âm tính nhé. Kiêng thì chủ yếu rượu bia với thịt chó uy tín cho mình nhá. Cà gai leo ấy, cà gai leo thì lấy cho mình khoảng tầm độ 3 cân. Lạc tiên ấy thì lấy cho mình khoảng tầm 1 cân thôi. Mấy lại lá sim nhá, lá sim ấy lấy cho mình khoảng tầm độ 2 cân nữa. Lá mu ấy, lá mu lấy cho mình 1 cân. Thông đất lấy cho mình khoảng 2 cân nữa. Cam thảo 5 lạng, anh em lấy toàn bộ rồi đấy về băm nhỏ à. Sau vào phơi khô chia 10 ấm, một ấm cứ uống cho mình khoảng tầm 3 ngày. Ngày uống 3 bát, ăn no rồi uống ok. Kiêng nhá, rượu bia 100% trong vòng 4 tháng. Và thịt chó, da gà, da vịt, ok. Có em ai bệnh gì comment dưới phần.